Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ tư ngày 25 tháng 10, ngày thứ 609 cuộc chiến Ukraine. Vâng, chúng ta sẽ đến với lại chiến trường nóng bỏng nhất tại thời điểm hiện nay đó là Adipka. Rồi, đầu tiên liên quan tới Adipka thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề chính trị của nó như sau, tức là cái chiến cuộc của nó là hôm trước thì chúng ta đã thấy ông Zelensky Ông ấy nói rằng là sẽ tử thủ Adipka bằng mọi giá, đúng không ạ? Tập trung toàn bộ nguồn lực ở tất cả mọi nơi để giữ bằng được Adipka. Không để rơi cái biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng anh hùng cách mạng của Ukraine vào tay quân Nga. Cách đây 2 3 ngày thì cũng một ông Z khác, đấy là ông Zaluli đã ra tận tiền tuyến ở khu vực nào đó ở lân cận của Adipka. Và sau khi thị sát làm việc với lại binh lính thì cuối cùng là ông Zaluni cũng đa ra một cái sắc lệnh cho biết rằng là sẽ tập trung toàn bộ cái nguồn lực của tiền tuyến cho Adipka. Và đợt tới này không có cấm cửa, không có tấn công ở trên bất kỳ một mặt trận nào khác nữa. Như vậy nếu đúng theo lời của ông Zanuli nói, có khả năng là khó lắm, đúng không ạ? Bởi vì Ukraine thì người ta vẫn thèm đất mà, cho nên là nói bảo cấm vẫn lấy bất động sản thì khó hơn là đố lên rời nhưng mà nếu như mà quân Ukraine làm được thì đấy là một cái nỗi đau của người nga bởi vì người nga từ trước đến giờ thì luôn trông cậy vào cái việc là Ukraine thèm đất, thèm đòi lại đất cho nên là họ đã khai thác cái yếu tố đó mà bây giờ Ukraine không tấn công trên toàn mặt trận nữa thì lấy nga lấy gì để tiêu hào đúng không ạ? cho nên chúng ta thấy đây là một cái sự gọi là thông tin rất đau đầu đối với phía là uh, ông Veres Gadesimov. chúng ta hãy chờ xem là quân Ukraine có thực hiện được quyết sách của tổng tham mưu trưởng của họ hay không. Như vậy tóm lại là gì? Chúng ta thấy thông, những thông tin như thế, liên, thì chúng ta cho thấy rằng là Ukraine sẽ quyết giữ Adipka bằng mọi giá. Với tình trạng như hiện nay, nói rằng là cái uh, nguồn đạn, nguồn vũ khí đạn dược trên toàn tuyến đã bị giảm đáng kể và dẫn tới việc không có khả năng tấn công. Đồng thời là tuần hết tất cả những nguồn lực cho cái khu vực Adipka, cả về vũ khí đạn dược lẫn um, nguồn lực con người, tinh túy chẳng hạn như chúng ta đã thấy những cái đơn vị đầu tiên của lữ đoàn cơ giới số 47 ở hướng Graprezia rất là chứ danh đã được hành quân lên và đã đóng ở khu vực uh, đây. Bocchetine ở đây rồi. Các lữ đoàn pháo binh uh, dạng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy đúng không ạ? Cũng đã được đưa về phía khu vực này. Rồi uh, thêm uh, các loại uh, đơn vị UAV tăng cường rồi các cái trận địa pháo được thiết lập được gì rồi vân vân. Có nghĩa rằng là chuẩn bị một cái mặt trận để đón đầu các cái đợt tấn công tổng lực của Nga và ADK. Và đến đây thì chúng ta không biết rằng là Nga có định làm gì ADK hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu đó là những thông tin thật thì có nghĩa rằng người Nga đã rất thành công. Đấy, quý vị, nhiều quý vị bảo là tôi hơi nói khen người Nga nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một cái hành động cực kỳ thành công với Nga vì bây giờ họ đang lấn nước ở trên khắp các mặt trận mà Ukraine lại đi đem nhất những nguồn lực ở họ vào đây và đồng thời bồng im giết các chiến tuyến thì có thể Nga không tiêu hao được nhưng ngược lại là nếu mà để cho phía Nga họ chủ động một tuần trong một mặt trận mà Ukraine không tấn công để mà ép yếc hoặc là là đại khái là quấy rối thì chắc chắn là Nga sẽ ở thế chủ động và ở thế chủ động kết hợp với lại tay dài pháo to đúng ạ thì chắc chắn là ukraine sẽ càng tổn thất lớn hơn và thậm chí nếu nga còn có thể bung lụa ở một mặt trận nào đó oách xà lách nữa thì chắc chắn đấy là một cái thảm kịch còn lại adipka nó lại nói lên một lần nữa của ukraine đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng một lần nữa giống như là arestovich người uh, cựu tư vấn của zelensky đã nói vâng đấy là những cái tình hình chính trị nhá còn chúng ta sẽ đến với tình hình chiến chiến trị uh, nơi mà diễn ra rất nhiều những trận quyết đấu ác liệt đẫm máu ở khu vực cánh phía bắc trong ngày hôm qua. trong đó thì có điển hình là một cái trận đấu tranh cướp bãi rác đúng không ạ? quý vị có thể thấy đây là một cái hình ảnh liên quan tới một người lính của cái sư uh, cái cái um, lữ đoàn cận vệ số 114 uh, súng trường cơ giới là cái lữ đoàn của chính cái nhà nước cộng hòa đô Nhét, quý vị nhé và đây là cái lá cờ của họ đấy lá cờ có ngôi sao cộng với búa liềm ở dưới này có nghĩa là họ rất còn mê liên quan tới liên xô đúng không ạ và những người chỉ huy đã từng tay ký vào năm bảy ông ký vào cái lá cờ này để ngày hôm qua cuối cùng là họ đã tạo được một cái trận đột kích uh, để đánh chiếm bằng được để chiếm được cái bãi rác đó một cái video dài đẫm máu nhưng mà nó có thể nói rất hay và nó nói lên cái trận đấu cũng như là cái um, một trong những sự kiện rất quan trọng trong có thể tạo lên bước ngoặt trong cuộc chiến Adipka mà nó cũng cho chúng ta hiểu thêm rất nhiều điều về cái chiến thuật của người Nga trong trận đấu này. Đây là những pháo đài, những cái công sự của Ukraine họ đào ở trong các cái uh, cao điểm của cái bãi rác. Nếu mà zoom vào kỹ thì quý vị có thể thấy là nó là một cái điểm cao điểm mà nó cao hơn hẳn những khu vực xung quanh. Bởi vì tại sao? Bởi vì gọi là bãi rác thôi nhưng thực tế thì nó là cái bãi thải công nghiệp trong đó công nghiệp than đá thì nó sẽ có rất nhiều xít quý vị nào có biết về than ấy, thì chúng ta biết là khi sản xuất than đá thì người ta phải thải ra rất nhiều xít xít thì nó như kiểu là một cái đống đất đá của chúng ta đấy đúng không ạ toàn màu đen thôi và màu nâu thôi thì nó sẽ đổ ra đây cộng với lại cái nhà máy hóa chất ở dưới nữa cho nên là nó theo thời gian nó đã tạo ra các cái ao hồ xung quanh vốn trước đây nó là cái hồ rất rộng ở đây nhưng bây giờ người ta đổ cái rác lên và nó thành một cân dần một cái đồi đúng không ạ có cao điểm rất tốt đặc biệt là những cái chất xít xiếc đấy nó đặc quánh với nhau nó tạo thành những cái vành đai xung quanh này đấy rồi là ở giữa thì nó là những nơi để mà đào chiến hào công sự rất lý tưởng để có thể phòng thủ và nhờ đó ukraine đã từng phòng thủ cực kỳ kiên quyết cách đây ba tháng nga đã tiến được ra đến đây thậm chí tiến được và gần như là chiếm được stepover rồi nhưng mà phía Ukraine vẫn giữ được cái bãi rác và nhờ cái việc họ giữ được bãi rác như thế cho nên họ đã trong một thời gian ngắn sau họ đã đánh bay được quân Nga ra khỏi cái khu vực này. Đúng không ạ? Và lần này thì phía Nga đã mở đợt tấn công này là đợt tấn công thứ tư rồi. Để can quét những cái trận địa cuối cùng của Ukraine trên đó Nhưng ta nhìn thấy này Đấy, nó có những cái khu chiến hào kiểu như này Nó liên thông với nhau Liên thông với nhau sang cắp nơi ở cái khu vực bãi rác Tuy nhiên, một trong những điều rất đáng lưu ý là sau khi mà nga thả những cái quả UAV vào như vậy, thì các cái toán lính của Ukraine họ bỏ hết vị trí và không mang theo súng đạn gì. Đấy có nghĩa rằng là gì? Họ rất bất ngờ, đúng không ạ? Chắc là đang tá lả, tá liếc như thế nào đó mà thả phát là súng đạn không thấy đâu cả. Ông nào ông đấy tay chân không bò hết ra đây và bò ra những khu vực như này xong là bị pháo kích và UAV của nga, đặc biệt là UAV của nga họ thả và thiệt hại rất nhiều. Rất nhiều toán như này ở trên toàn bãi rác ngày hôm qua. Như thế thì nói lên một điều gì? Nói lên một điều là thứ nhất là phía Nga thực sự là họ đã dùng một cái chiến thuật có thể nói rất ăn chơi. Không có bom, không có pháo đáng kể, thậm chí không có pháo. Tôi nhìn thấy những quả nổ như vậy là nó toàn bằng UAV thôi. Đấy. Cứ UAV họ thả chính xác vào các cái công sự đấy bằng cái loại chất gì đấy chúng tôi không biết nhưng mà sau đó là kiến kiếc mới rắn giết 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 bò hết ra và sau đó là họ tiếp tục họ thả UAV hoặc họ gọi pháo đến để đánh và sau đó thì Ukraine đã thiệt hại và tổn thất và cuối cùng họ đã phải rút lui khỏi phần lớn các cây khu vực công sự chiến hào đây như vậy thì là một cái lần có thể nói là lần lớn nhất là phía nga đã kiểm soát được đúng không ạ phần lớn nhất và lâu nhất đến thời điểm này là Nga đã kiểm soát được cái khu vực bãi rác một trong những khu vực nếu mà nói đúng ra là khu vực quan trọng nhất của cái việc bao vây thành phố này. Bãi rác này mà Nga củng cố được và mở rộng ra cái vùng xám tức là không cho chống được tiếp cận của Ukraine ấy, thì có thể nói rằng là Adipka, cái cuộc chơi Adipka là nó chấm dứt rồi. À, nó, nó chưa chấm dứt quý vị nhé, nó giống cuộc chiến ở Ukraine. Nó đã được an bài rồi, nó chỉ còn chờ cái thời điểm để nó chấm dứt theo điều kiện nào đó mà thôi. Còn nó có thể nói là đã chấm dứt vâng để chúng tôi sẽ phân tích với quý vị các quý vị sau nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy đây là một trận đấu rất đủ đáng chú ý ukraine bị tập cất bất ngờ và thứ hai nữa là họ bị nga sử dụng uav với lại cái chiến thuật nào đó và họ đã đánh úp một cách rất nhanh để đẩy toàn bộ cánh quân của ukraine quan trọng ra sau đó vâng nhưng mà cũng phải nói đến trước đó trước đó thì nga đã tổ chức một đợt tấn công bằng tăng thiết giáp ra khoảng bdc sepov và cái hành động này thì giúp chúng ta nhớ lại đúng không ạ nhớ lại một cái trận đấu đầu tiên của họ uh, hai đợt đợt đầu và một tuần sau đợt thứ hai họ cũng tấn công kiểu như này rất ác liệt khiến cho chúng ta có một cái tâm trạng là nga đã quyết chiến để chiếm bằng được cái BDG và stepov nhưng mà với cái kiểu ngày hôm qua thì chúng ta mới càng ngày thực ra chúng ta đã tưởng ra là trong cái tuần thứ hai rồi nhưng mà đến ngày hôm qua thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ý đồ của Nga là họ đánh vây hãm, vây xiết, chặn đường đúng không ạ? Và câu kéo quân Ukraine ở hai cái thị trấn quan trọng này và tấn công vào đây để lôi quân Ukraine ra phòng thủ chặt ở cái khu vực đường tàu ở đây. Nhưng mà quan trọng nhất là họ đã đổ quân vào để đánh chiếm cái khu vực bãi ra. Sau đó thì Ukraine đã tổ chức rất nhiều đợt phản công và cuối cùng họ đã đẩy lui quân Nga ra khỏi bdc ở khu vực ngoại ô Belgichi Stepov, rồi họ đuổi theo cả quân nga đến tận cái khu vực bìa rừng này, rồi hai bên giao tranh ở bìa rừng này mới chốt lại được lại cái trận đấu ngã ngũ ở bìa rừng ở khu vực phía trên này cũng thế, họ cũng phản công và phía nga cũng rút về và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là nga đã hôm qua thì ban sáng họ đã chiếm được đến bìa rừng khu vực này, còn đến buổi chiều tối ngày hôm qua sau khi có trận kết thúc cái trận bãi rác một lần nữa thì nga chiếm được khu vực này còn lại thì ukraine tổ chức phản công rất nhiều cả hai đợt này kết hợp với các đợt khác từ nhà máy hóa chất từ bên hồ tấn công sang nhưng mà những nỗ lực của họ tấn công lên đều bị phía nga đẩy lùi hết như vậy là một trận đấu rất là xôm tụ rất nhộn nhịp rất chiến thuật và phần thắng đã nghiêng về phía nga và rất nhiên là cũng sẽ ukraine nói rằng là chúng ta đã để mất bãi rác và mất những cái cứ điểm ở cạnh đường sắt nhưng mà quân địch đã phải trả giá đấy là đã có những thiết giáp và tăng tiếc của họ bị bốc cháy à, và à, cái ý của Ukraine nói rằng là nga đã phải trả giá thì mới chiếm được bãi rác đúng không ạ nhưng mà thực tế thì đấy nó chỉ là một cái lời nói nó vuốt đuôi thôi bởi vì bãi rác này ấy, thì nó cũng giống như tính mạng quân nga tức là đã chết rồi thì không thể đẻ ra được đúng không ạ bãi rác này không nó đã chiếm thì coi như nó uy hiếp hoàn toàn Adipka nhưng mà còn cái xe đối với lại xe tăng đối với Nga thì như tôi nói quý vị có nhiều trường hợp là người ta bỏ cả xe người ta đi cơ. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là có rất nhiều tăng và thiết giáp các loại đó. Chủ yếu nó có phải là tăng T14, T90 hay không thì mới đáng nói thôi. Còn lại những cái loại tăng mà nó dưới T90 tôi nghĩ rằng Nga cũng không quá mặn mà. Quan trọng nhất là họ giữ kíp lái. Và thời gian gần đây thì tôi không thấy cái xe tăng nào của Nga mà bị bắn nó phát nổ cả. Đấy, hiếm lắm thì trừ khi nào bắn trúng một cái quả gì hoặc mình siêu to thì nó mới nổ nó cháy xe còn đâu thì toàn là thiệt hại thôi đúng không ạ thậm chí là nó đứt xích rồi nó chết máy ấy, như nào đó và toàn thấy kíp lái nó bỏ xe nó chạy Đấy, cho nên là rõ ràng là cái chiến thuật của nga là lấy cái 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 xe tăng lấy của che người đúng không ạ còn phía ukraine họ có giàu hơn cho nên họ lấy người che của vâng thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy một điều là ukraine đang làm làm nhẹ bớt đi cái thất bại của họ thực tế đây là một mất mát cực kỳ lớn đây là cái điều quan trọng nhất trong cái cuộc chiến này và đây là đây là cái thứ mà bây giờ chúng ta đã tìm được câu trả lời là tại sao nga lại manh động tấn công vào đây trong những ngày đầu như vậy đúng không ạ đấy bởi vì khả năng tấn công để chiếm được cái này được mà khi mà nó chưa có cái gì là rất rất thấp nhưng mà cuối cùng thì nga đã cho chúng ta câu trả lời đó là tất cả chỉ vì cái vua bãi rác mà thôi đấy, bây giờ anh đã là đại ca vùng bãi rác còn trong quá trình Ukraine qua phản công thì họ cũng bị mất rất nhiều xe, mất rất nhiều người ở cái cánh này. Đấy và trận đấu này diễn ra ở cái giao điểm của thời gian giữa sáng và chiều trưa ngày hôm qua đến tận chiều ngày hôm qua à, ở giờ của họ. Cho nên Ukraine ở cái hướng này họ thiệt hại 230 binh sĩ, 6 xe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 khẩu pháo, tổn thất khá lớn đúng không ạ? Vâng nhưng câu chuyện là cái bãi rác này và cái đường tàu này nó quan trọng như thế nào? thì như chúng tôi nói với quý vị là cách đây 2-3 tháng, Nga đã nhiều lần tiến ra được đường tàu và có lần họ chiếm được cả Stepov rồi. Nhưng mà vì lúc bấy giờ bãi rác vẫn còn tay trong tay của Ukraine. Bãi rác là nơi mà nếu khi đã đưa được lên súng cối và pháo lên ở xung quanh để thiết lập trận đấu, thì riêng mà đấu pháo trong cái trận cuộc chiến này thì pháo nó là vua của các loại chiến trường. Mà nó có cao điểm kết hợp với UAV nữa thì thôi rồi, đúng không ạ? chắc chắn là Nga rất khó để vào và chúng ta thấy có lần Nga cũng thong dong đưa mấy cái xe tăng vào đến đây để đánh đây và cuối cùng vào nơi thì bắn cháy hết. Đúng không ạ? Cho nên là bây giờ Ukraine đã mất đi một cái điểm quan trọng nhất như thế này thì có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ nhìn ra cái 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 ý nghĩa của nó nhé. Có nghĩa rằng là lần này thì quân Nga đã tiến được ra cái đường tàu ở đây nhưng mà họ đã có bãi rác vừa bảo che chở cho cái sườn vừa che chở cho cái trận địa pháo đúng không ạ cái đấy là cái quan trọng nhất và nếu nhìn trên tổng cuộc thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm từ đông sang tây, từ nam chí bắc, nó rất nguy hiểm đối với Ukraine. Thứ nhất là từ khu vực Bãi rác này, thì Nga có thể quan sát được tất cả các vùng, đúng không ạ? Mấy hôm trước thì chúng ta nhớ là Nga đã không thể tấn công, tổ chức được các đợt tấn công từ các cái hướng này, bởi vì họ không có cái cao điểm này, và tất nhiên cao điểm nằm trong tay Ukraine. Thì các đợt tấn công của Nga, kể cả sang hướng này, rất nguy hiểm và họ không tiến được, đúng không, quý vị? thế nhưng mà bây giờ họ có cái khu vực này để họ kiểm soát hỏa lực ra một cái chu vi như này có nghĩa rằng là toàn bộ các cánh quân của nga có thể xuất kích trở lại ở hướng bắc hướng đông bắc và đặc biệt là các hướng phía tây của họ là tiến công cũng như phòng thủ một cách rất là an nhàn đặc biệt nữa là phía nga đang muốn làm đó là họ tiến quân lên phía tây bắc Đấy, phía bắc hoặc là tây bắc của krasnohorivka vì ở đây nếu chúng ta quan sát như thế này chúng ta cần để ý tới một yếu tố là trận địa pháo của ukraine ở đâu nếu nhìn như thế này quý vị sẽ để thấy ý là trận địa pháo của ukraine nó sẽ nằm ở một khoảng cách ở đây thì nó mới có thể che chắn được cả hai cái khu vực gọng kìm này đúng không ạ nó mới chặn được hai gọng kìm này đấy thế thì bây giờ phía nga họ đã tiến công ra đây họ đã dâng ra đây và khả năng sắp những ngày tới bây giờ thì họ đang tiến công ra đây một đoàn xe rất đông đảo khu vực hướng này có khả năng là Nga sẽ đánh chiếm về phía novo Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là trận địa pháo của Nga và cái trận địa của họ nó càng ngày nó càng dâng về phía Bắc. Và nó dâng về phía Bắc như này thì cái trận địa pháo của Ukraine sẽ nằm trong cái tầm pháo của cao điểm của phía Nga. Và chắc chắn là họ sẽ phải di rời cái trận địa này. Và dường như họ đã phải di rời rồi. Bởi vì uh, mấy ngày hôm nay là những ngày duy nhất mà ở trong Donetsk họ không bị phát pháo nào của Ukraine. Sau cái lần tập kích bằng đạn chùm Hima thì đến bây giờ là không bị pháo tấn công nữa. Cho nên là dân của vùng Donetsk rất hân hoan. Và câu chuyện như thế thì Ukraine sẽ phải xé lẻ cái trận địa pháo của họ di chuyển xuống một nửa xuống phía dưới để hỗ trợ tuyến phía nam và một nửa lên phía trên để hỗ trợ cho cái tuyến phía bắc. Và tất nhiên sẽ bị suy yếu đúng không ạ? và đương nhiên họ cứ phải di chuyển cái trận địa pháo vốn là một cái trận địa mà nó cần cái sự thiết lập quan sát rồi là cố thủ vân vân rất nhiều trận địa UAV các thứ tác chiến điện tử để hỗ trợ nữa họ đã phải di rời cái trận địa này và như vậy sẽ chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự hỗ trợ về mặt pháo binh và ngược lại thì phía nga lại có một cái lợi thế không nhỏ là bắt đầu họ sẽ dâng cái trận địa pháo của họ lên cộng với lại những cái cao điểm mà họ vừa chiếm được thì bây giờ Nga đã bắt đầu hành quân hổ báo lên cả các tuyến phía Bắc và phía Tây Bắc của Krasnohorivka. Và với cái bước tiến như này, chúng ta thấy rằng là Nga sẽ nhờ cao điểm đó, họ sẽ không có trần trừ gì để họ đánh thẳng ra khu vực tam giác này, để chiếm bằng được cái cái cao điểm và cái tam giác cánh rừng ở đây, đúng không ạ? Để mà bảo vệ bằng được cái sườn phía Bắc của họ. Và chỉ cần Nga tiến ra đến đây bảo vệ được cái sườn này nhờ cái cao điểm pháo này thôi thì coi như là Adipda Adipka đã hết phim không còn gì để xem nữa có thì chẳng qua là mấy cái tập kiểu như là đầu bạc răng long thôi và nếu như mà phía nga nếu mà họ thiết lập được như này thì không tính những cái đợt họ có thể đột kích sang để tấn công qua đường tàu và tiến lên phía bắc mà chỉ cần trận địa như này thôi thì cái cánh phía nam của phía nga có thể nói là rất thoải mái đúng không ạ rất là tùy ý di chuyển để mà kiểu là xuất kỳ bất ý đấy, đúng không ạ để tấn công và bao vây và mở rộng bàn đạp cũng như là vây sát vào trong khu vực đô thị ở hai thành Sivine và Tonenke một cách đơn giản hơn rất nhiều bởi vì toàn bộ các các cái hỏa lực chính trong thành phố thì đã bị áp chế bởi cánh phía bắc còn lại trận địa pháo bây giờ Ukraine không còn một cái lợi thế để mà bởi vì họ đã bị cái cánh này của Nga đè vào cho nên là không còn lợi thế để bao quát được cái khu vực gọng phía nam nữa. Và như vậy là phía nam nó lại sẽ phát triển và nó chỉ cần tiến thêm một tí nữa thôi. Là coi như là số phận của Adipka là sẽ là cá ở trên thớt. Và như vậy chúng ta thấy một điểm là gì? À, thứ nhất là Nga đã tìm mọi cách tấn công sang bên kia để bao vây hai thị trấn và họ đã chiếm được. Và bây giờ họ chuyển sang phương án bác mút giai đoạn cuối. Có nghĩa rằng là mở rộng cái hai điểm đầu cầu, hai gọng kìm siết chặt Ukraine, còn các hoạt động pháo kích UAV, bom hạng nặng dồn dập tấn công ở đây kết hợp với các đợt tấn công đột kích và bao vây từ nhiều hướng, đúng không ạ? Siết chặt các cấm vận đấy, gọi là cấm vận quê tôi gọi là kiểu như là đánh cho tịt các lứa đẻ đấy, đúng không ạ? Thì chỉ cần mấy mùa đẻ thôi là là quân Ukraine sẽ thọt ngay. Đấy, và như đây là một cái diễn biến có thể nói là rất nghiêm trọng cho Ukraine. Tuy nhiên thì cũng phải nói thật, là đây là một cái vị trí mà ukraine không thể nào để rơi được đúng không ạ không thể để mất được cho nên là ngày hôm qua họ đã nỗ lực tấn công rất nhiều chưa lấy được nhưng mà chúng ta cũng chưa thể đi tới kết luận là ukraine sẽ cam chịu để mất cả cái khu vực bãi rác và khu vực đường tàu này bởi vì nếu tính thời điểm này thì họ vẫn đang có một cái lợi thế khi mà phía nga chưa thiết lập được trận địa củng cố được chiến địa lợi thế cánh cung vẫn còn nguyên ở phía ukraine Đấy, tuy rằng là sức của họ có thể không còn mạnh như là những ngày đầu nữa nhưng mà chúng ta thấy là họ còn nguyên một cái cơ hội lớn để đánh bật vẫn phải đánh theo một cái bài bản đúng không ạ từ phía uh, tây bắc tấn công vào sườn của quân nga ở cái đường tàu rồi khu vực này họ sẽ tấn công mạnh từ phía tây sang. và tất nhiên họ sẽ còn nguyên ở ba hướng để tấn công bằng được vào cái khu vực uh, bãi rác có nghĩa là hôm qua nga làm gì với ukraine như thế nào thì bây giờ ukraine phải làm ngược lại đúng như vậy đúng không ạ theo bài bản tấn công vào sườn và gọng kìm ba mòn để quay lại tấn công chiếm lại bằng được bãi ra còn nếu không thì như chúng tôi đã nói quý vị hết phim chúng ta sẽ đến với những thông tin liên quan đến khu vực Adipka đến thời điểm này cách đây 30 phút thì pháo hạng nặng và bom hạng nặng lại tiếp tục đổ dồn vào Adipka có thể đây là một dấu hiệu cho thấy một đợt đột kích lớn sẽ xảy ra ở xung quanh nhà máy Uh, than và nhà máy hóa chất tức là cái khu công nghiệp vâng cái đấy cũng dễ hiểu quý vị ạ, bởi vì bây giờ nga cần thời gian để củng cố trận địa ở đây cho nên là ngay lập tức họ đem theo quân họ tấn công áp sát vào đúng không ạ để mà áp chế cái trận địa của ukraine ở đây vốn chắc chắn là cũng đang chuẩn bị tìm cách để phản công vào khu vực này chỉ cần nga trong cái diễn biến này họ tấn công từ dây ra này làm sao để họ chốt được cái khu vực này một cách chặt 100% chốt khu vực này đúng không ạ hai cái gọng kìm bảo vệ hai sườn của bãi rác thôi là có thể bãi rác sẽ lên ngôi ngay. Nhìn chung lợi thế ở đây chúng tôi thấy một điểm là do cái áp đảo của Nga về phía UAV, về phía bom và về phía pháo rồi về phía hỗ trợ của không quân trực thăng cho nên là nó có bốn thứ mà Ukraine không có, họ chỉ có mỗi cái UAV thì còn có thể tương xứng được với phía Ukraine thôi. Và pháo thì cũng có thể là so kè nhưng về hai cái liên quan tới bom đúng không ạ và cái hỗ trợ của súng phòng không uh, súng không quân từ trên cường kích chắc chắn là một trong những cơn ác mộng đối với phía Ukraine. Phía Nga cho biết trong tuần vừa qua thì tổn thất của Ukraine ở trong khu vực uh, uh, riêng cái cánh ở phía bắc này đã lên tới hơn 1.000 uh, nhân sự cộng với lại 60 trang thiết bị vũ khí hạng nặng. Quân Nga cũng bị tổn thất, nhưng mà đa số các tổn thất của quân Nga thì liên quan tới các cái trang thiết bị vũ khí uh, hạng nặng và có tổn thất nhưng mà không như là phía Ukraine và nó không giống như là các cái video ở trên mạng, đấy là thông tin mà họ đưa ra. Đây cũng là những đồ thị vẽ sơ sơ đúng không ạ? Sau khi kiểm soát bãi rác thì chúng ta thấy rõ ràng là ngoài việc cả thành phố nằm trong tầm pháo của Nga nhưng bây giờ từ đây thì họ đã có thể kiểm soát hỏa lực bằng nhiều loại súng, thậm chí cả súng bắn tỉa, bắn tiếc là có thể với tới nhà máy rồi là tới cái khu vực đường tiếp tế duy nhất của Ukraine từ đây xuống. Nhìn chung thì theo nhiều nhà phán online cho thấy rằng gần như là chiến sự đã an bài, Đấy, về số phận đã an bài nếu Ukraine không thể phản công được, chiếm lại bãi Giang trong vòng 48 tiếng giờ tới. Nhìn chung là với những hành động mà trong video rất nhiều nhà lãnh đạo của cái Donetsk ấy, họ đưa ra uh, họ ký vào lá cờ đấy. Đây là cái lá cờ trên này quý vị này, xong rồi hai cái lá cờ cắm song song ở đây. Thì cho thấy rằng là cái cánh quân Donetsk họ đã rất kiên quyết đúng không ạ? Rất quyết tâm để chiếm bằng được cái bãi rác bởi vì họ biết là họ chiếm được bãi rác này thì khả năng chiếm được Adipka là rất cao và tất nhiên một cái nước cộng hòa như Nét thì họ cũng rất muốn chiếm cái vùng Adipka quay trở lại vì nhiều lý do như chúng ta đã biết kể cả những lý do về kinh tế nữa bởi vì đây là một cái nơi có cái khu công nghiệp nặng rất quan trọng của cái vùng Nét. bản đồ của một chuyên gia quân sự này thì nói rằng là dường như phía nga đã bỏ cái ý tưởng tấn công để tiêu diệt bao vây chiếm bốn cái thành bên ngoài và bây giờ họ quay sang phương án để mà dùng pháo kích làm bào mòn cái quân Ukraine trong thành và cũng có thể chúng ta cũng từng phân tích cái này rồi nhưng mà nó kết hợp cả hai đúng không ạ có nghĩa rằng là nó không phải là ưu tiên số một nhưng mà họ vẫn tiến quân về để những nơi đó nhưng mà câu chuyện rằng là họ cũng uh, có thể là chưa bao giờ đúng không ạ chưa bao giờ nga có một cái cái, cái 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 tham vọng là đánh chiếm được cả bốn cái đó uh, mà họ chỉ cần chiếm hai cái đầu thôi tức là cái CVN ở đây cộng với lại cái step ở đây thì cũng đã là thành công và nó cũng hết phim rồi, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà cả cái bốn cái còn lại thì nó là quá tham vọng. Như vậy trong trận ngày hôm qua thì buổi sáng Nga đã chiếm khu vực phía này. Còn buổi chiều họ chiếm nốt cái khu vực này, như vậy là hoàn toàn nối liền cái chiến trường của họ ở khu vực đường tàu và như vậy là Nga chắc chắn sẽ dồn nguồn lực để củng cố mặt trận rồi sau đó mở rộng sang lên phía Bắc một cách thoải mái, đúng không ạ? Đồng thời là áp chế các cái hỏa lực của phía Ukraine hoàn toàn ở phía bên này. Bây giờ thì đến khu vực này rồi thì chúng ta sẽ thấy là bên nào có nhiều cái ức chế về hỏa lực so bên kia thì họ có thể giữ được cái chiến tuyến ở đây. Ít nhất là giữ được, sau đó là sẽ có thể mở các cuộc tấn công. Ở cánh phía Nam, tức là Vodiane và Peromaiske, chúng ta thấy là phía Ukraine cũng để mất thêm các khu vực tuy nhỏ nhưng cũng là các bước tiến để tiến vào phía sườn của phía Ukraine đúng không ạ? Đây và nga cứ mở như này thôi thì đến một ngày đẹp trời nào đó cái gọng kìm phía nam là nó sẽ dần dần hình thành. Không vội được nhưng mà rõ ràng là nó nếu mà phía nga mà có thể xử lý được cái thị trấn này thì coi như là chúng ta thấy là cũng xong đúng không ạ? Không còn gì để nói nữa. Nhưng rõ ràng đây là một cái 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 khu vực thị trấn rất khó đánh vừa làm dài và rất nhiều cái hồ đấy cho nên bản thân nga đã mất nhiều hướng để tấn công còn ở neveske ở phía dưới là một cái nơi quan trọng nhất để đánh chiếm phía trên thì họ chưa chiếm được nhưng mà cũng vừa có thông tin là phía nga lại triển khai quân trở lại ở neveske ở đây như vậy chúng ta sẽ thấy à, họ sẽ làm gì với cái thị trấn này trong thời gian tới khi chiếm được thị trấn này rồi thì có thể nói là tự động cái peromyske này nó sẽ dụng ngay đúng không ạ bởi vì lúc bấy giờ ukraine sẽ bị ép một cái thị trấn dài mà bị ép ở ngang sườn từ hai phía thì chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ cần quân xuất hiện là có thể bên kia đã phải tháo chạy rồi. Chúng ta có thể đi qua một vài những không khí về phía Ukraine để nắm được cái cảm nhận của bên Ukraine với lại trận chiến ở đây. Chúng ta đã mất một vài khu vực lãnh thổ trên tiền tuyến. Và tuy nhiên đó là những khu vực vùng xám và trong vài ngày vừa qua tuy nhiên thì ở khu vực đường tàu là những kẻ xâm lược đã thành công và họ đã có thể củng cố được trận địa ở một vài khu vực chúng ta đã nhanh chóng củng cố lại trận địa và không cho phép quân chiếm đóng vượt qua đường tàu để tấn công vào steppov ngoài ra chúng ta cần phải giữ bằng được bediche steppov để bảo vệ bediche và ngăn không cho những kẻ chiếm đóng tiến quân tới để mà hành quân tới để kết nối khu vực tam giác đường tàu và khu vực này có nghĩa là Ukraine đang ý thức rất quan trọng cái khu vực cao điểm và đường tàu này mà đúng nếu mà để nga chiếm cái này thì thôi đúng không ạ cũng rất khó để có thể lấy lại và bị vây ép luôn tuy nhiên đó sẽ không là một cuộc hành quân đơn giản như là kẻ thù của chúng ta hy vọng đâu dù thế nào đi chăng nữa thì tôi khuyên các bạn, những người đang bị nản trí hay nói về sự thất thủ của chúng ta thì ít nhất là các bạn hãy tài trợ uh, cho quân đội của chúng ta đã. Rồi sau đó hãy dành những cái uh, kiến thức chuyên gia của các bạn để giúp quân đội của chúng ta vốn đang phải đấu tranh vật vã để chống lại uh, quân Nga ở hướng Adipka. Ngoài ra tôi lưu ý rất nhiều người uh, hay nói về các vấn đề liên quan tới bãi rác và ám chỉ đấy là một cái bác mút 2.0. À, các bạn có nhận ra rằng các bạn đang làm à, mất tinh thần và làm hỏng hình ảnh à, của những chiến binh trong quân đội của chúng ta? Những người đang làm hết sức mình để mà ngăn chặn các bước tiến của kẻ thù mặc dù với một cơ hội à, rất ít ỏi. Cứ ngồi để khóc lóc về việc Bakhmut Mút 2.0, CVD Donetsk 2.0, Popasna 2.0 thì dễ hơn nhiều so với lại những gì đang diễn ra ở trên mặt trận, mặc dù tôi cũng phải thú nhận là có những cái khả năng mà chuyện đấy có thể xảy ra. Như các bạn đã thấy, kẻ thù của chúng ta đã mất 2 năm rồi, gần 2 năm rồi mà bọn chúng vẫn chưa chiếm được, cho nên hoàn toàn lần này chúng ta vẫn có những hy vọng. Đơn giản là các bạn đừng tiếp tục là bôi nhọ hình ảnh quân đội của chúng ta nữa. Các bạn đã đánh giá quá thấp những chiến binh đang chiến đấu để phòng ngự trước một cái quân đội của kẻ địch có số lượng áp đảo. Các bạn đã bôi xấu hình ảnh của những người điều khiển UAV liên tục tìm kiếm, săn lùng và phá hoại những cái nguồn lực của quân địch bất chấp thời tiết xấu. Các bạn làm xấu hình ảnh của những pháo thủ, những xe tăng thủ những cái bọc thép thủ và những tác chiến điện tử thủ và hàng không của chúng ta tất cả họ đang làm việc rất tích cực và thành công ở khu vực này và chắc chắn họ sẽ không dễ chịu gì khi đọc những cái lời bình luận của các bạn nó thật không sự nó thật sự không cần thiết như vậy xét trên những cái sự lạc quan màu hồng và chủ nghĩa anh hùng của ukraine thì chúng ta thấy là cái tâm tư của cái người lính như vậy Uh, truyền thông như vậy đúng không ạ là thực sự Adipka nó có vấn đề rất lớn hình ảnh của Adipka nhìn từ uh, thành phố Donetsk UAV pháo pháo phản lực bom liên tục video vừa diễn ra cách đây uh, một thời gian ngắn Leopard đang lò mò ở cái khu vực Adipka ở phía xa bị UAV của Nga phát hiện. Và đã cháy rồi. Như vậy thì chúng tôi thấy một điểm rằng là trong cái cuộc chiến này, đúng không ạ, người Nga đã sử dụng rất là thành công những cái UAV cảm tử của họ. Và cuộc chiến bãi rác ngày hôm qua cũng không ai ngờ rằng là Nga đã sử dụng những cái UAV cảm tử của mình để mà chiếm được cái bãi rác. Hình ảnh giao tranh công sự chiến hào chúng ta thấy như là tổ mối rất là chẳng chịt. À, mấy cái ông Nga này video được mấy giây nhưng mà giới thiệu mất hàng chục giây, hai chục giây. hệ thống uh, pháo phòng không bị uav ăn thịt và như vậy là adipka uh, có thể nói rằng là uh, phía nga đã tiến công chiếm ở khu vực phía bắc rất nhiều điểm quan trọng và đồng thời một trong những thứ quan trọng nhất là chúng tôi lưu ý nga đã đỡ mở một đợt tấn công khá lớn bằng uh, rất nhiều xe cộ tiến về phía bắc ở khu vực này uh, chúng ta thấy là đợt này họ sẽ mở ra cái gọng kìm lên phía bắc và khu vực này chắc chắn trong chiều nay Nga sẽ tấn công vào đây, đúng không ạ? Mở hai hướng này để mà dâng cánh này, dâng cánh này chủ yếu là bảo vệ cho sườn để cánh của họ có thể mở rộng sang cái khu vực tiếp này để mà tiến bằng được tới các khu vực tam giác như phía Ukraine đang lo sợ ở đây. Còn ở cánh dưới thì phía Nga đã chiếm thêm ở khu vực Vodiane, giao tranh diễn ra trên toàn chiến tuyến và phía Ukraine phản công cả Optine, Sivene, Tonenskye nhưng họ không đẩy được quân Nga ra. Giao tranh diễn ra ở Piske sau khi Nga tiến lên chiếm của Ukraine. Ukraine phản công cũng không đẩy lui ra được. Có khả năng sau khi bãi rác rơi về tay Nga thì các hướng tấn công của Nga khác sẽ, sẽ, sẽ bắt đầu ở những khu vực này vì họ đã có một cái trận địa pháo hoặc là thoát được cái trận địa pháo của Ukraine. Có thể họ sẽ mở các đợt tấn công. Lên khu vực phía Donetsk Chúng ta thấy có giao tranh nhưng mà giảm cường độ đáng kể ở khu vực uh, uh, Kikitsa, ở khu vực Andripka, không có thay đổi đáng kể theo lời của chính Ukraine. Ukraine cũng phản công để đánh bay được cái cánh quân Nga hôm qua mới chiếm lại cái khu vực đường tàu phía Bắc, nhưng mà phía Nga cũng đánh bật các đợt tấn công của Ukraine ra. Như vậy rõ ràng là đây chúng ta thấy có một cái sự... Uh, Uh, gọi là gì ngập ngừng đúng không ạ một cái sự uh, gọi là nó không biết phải làm gì đấy đúng một cái từ như vậy là quân ukraine bây giờ không biết phải làm gì ở cái hướng đấy nữa còn ở cánh bắc thì phía nga lại tiếp tục tiến quân thêm ở khu vực phía dưới của bekovka sát với lại thành phố bakhmut như vậy là đây họ đã tiến thêm để chiếm lại cái khu vực này một cái khoản khá to này đúng không ạ vâng chúng ta cũng dễ hiểu thôi hiện tại thì um, quân Ukraine đang phải uh, cân nhắc tính toán để điều động rất nhiều các cái cánh quân của họ đi những nơi khác và đặc biệt là đi xuống Adipka cho nên là đây là c cơ hội tuyệt vời để nga phản công trên rất nhiều hướng và chúng ta thấy họ đều phản công uh, uh, mang lại kết quả rất thành công đúng không Adipka họ đã chiếm lại được đường tàu Kudimika họ cũng tiến lên đường tàu chiếm lại còn ở trên đây họ tiến ở khu vực bể nước rồi họ tiến ở cái khu vực phía bắc của thành phố Bắc Mốt ở trên phía trên hẳn trên này thì hôm qua họ cũng lên họ chiếm luôn cả cái khu vực quan trọng ở cái thị trấn ở trên đây và toàn tuyến thì như chúng tôi đã nói Ukraine thiệt hại 3, 235 binh sĩ 6 xe 5 pháo lên các khu vực khác ở trên toàn tuyến thì không có những thông tin đáng kể trong toàn bộ cái cuộc chiến của ngày hôm qua. À, tự nhiên Nga lại ngưng lại hết tất cả những hoạt động. Hoặc chúng ta cũng có thể thấy là cái thói quen của người Nga, đúng không ạ? Là có thể bây giờ họ đang diễn ra những cuộc đánh chiếm nhưng mà chúng ta không nhìn thấy một cái báo cáo cụ thể tổn thất. Chúng ta chỉ nhớ là ngày hôm qua thì cái tổn thất của Ukraine ở hướng Liman này là 480 người. Còn đến ngày hôm nay thì nó chỉ còn 125 người, 9 xe và và không khẩu pháo nào. Cơ bản thì không có thay đổi trận tuyến cũng mà Ukraine cũng thừa nhận điều đó đúng không ạ? Bởi vì là ngày hôm qua họ đã tổ chức phản công tới mười mấy đợt vào các cái trận địa mà phía Nga đã đánh chiếm được của họ trước đó và tất cả các đợt tấn công đấy của họ là không có thay đổi gì. Từ Makivka, uh, Novodiane, Novohorivka rồi tới Nadia rồi lên của Kuzimika. Rồi lên tới chiến trường Kupian thì cũng đột nhiên cũng ngừng hẳn lại, không còn cái gì hoạt động trong ngày hôm qua nữa. 60 binh sĩ thiệt mạng, hai xe tải, không có cái gì cả. Và tự nhiên nó im bặt luôn, đúng không ạ? Rất là lạ. Nhưng mà đây là đến trưa ngày hôm qua thôi. Còn được tôi được biết là buổi tối ngày hôm qua thì phía Nga đang uh, tiến hành một loạt những cái công tác chuẩn bị để chuẩn bị quay trở lại tấn công lớn ở khu vực Kupian và thậm chí là cả Lima nữa. Và cái đấy thì chúng ta chỉ đến trưa mai chúng ta mới biết được cái báo cáo của phía họ như vậy là thiệt hại của hai cánh phía trên là nó giảm đáng kể so với những ngày trước còn ở khu vực Uleda thì ở cả khu vực Krasnohorivka, Marinka, Novomikalivka, Vuleda chỉ trừ có Nizhneiske thì phía nga hôm qua tiến công và họ chiếm được một ít ở khu vực này ở khu vực Pritune thì sau khi họ chiếm được 200m ngày hôm qua thì ngày hôm nay họ lại tiến 200m nữa về phía Novodrovka tức là về phía chính tây bắc còn lại thì không có giao tranh trên mặt đất đáng kể. Các bước tiến quân của Nga ở Novo Major, Novo Đột Nhét, à, đến hôm nay cũng không có tâm, tâm hơi gì nữa. Ukraine thiệt hại 110 binh sĩ, 4 xe, như vậy là rất thấp, đúng không ạ? Rất thấp so với lại à, toàn bộ những thời gian vừa qua, khi mà ngày nào họ cũng gần 200 người. Còn đến phía khu vực Zaporizhia, Rabutine, thì đến ngày hôm qua chúng ta biết là Ukraine đã tổ chức khoảng 3-4 đợt tấn công lớn vào các khu vực sườn của Coppani, Rabutine và bắc của Novo Propipka. À, rồi đến ngày hôm qua, đến thời điểm này chúng tôi cũng không có thêm bất kỳ một thông tin nào liên quan đến giao tranh hướng này. Ukraine thiệt hại 70 binh sĩ, một xe tăng, hai xe bình thường. Và sau cuộc đấu pháo, Ukraine thiệt hại hai khẩu M777 1 2 3 và ba khẩu pháo khác, như vậy là năm khẩu pháo trên tuyến này. Thiệt hại bình thường so với mọi ngày và không có diễn biến gì đáng kể. Và với những thông tin của Ukraine như thế, thì chúng ta thấy rằng là phía nga cũng không tiến quân được đi đâu và phía Ukraine cũng không tiến được cái gì, đúng không ạ? Cơ bản mặt trận vẫn như vậy. Còn ở Kherson thì thú thực là cũng một lần nữa chúng ta thấy là cũng không có một cái gì sau khi rất nhiều những cái hoạt động của Ukraine đã dục dịch trong ngày hôm qua. Và tất nhiên chúng ta cũng đấy lặng là, là đến buổi trưa ngày hôm qua thôi. Còn đến chiều hôm nay có thể nó lại có những thông tin nó rộn ràng và báo cáo đến trưa ngày mai đúng không ạ của chúng ta nó sẽ lại rộn ràng lên khu vực này thì quân Ukraine vẫn đóng ở đây đấy, và phía nga vẫn chưa đẩy lui hẳn các cái, cái 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 đội quân mà đóng ở khu vực này nhưng họ nói rằng là quân Ukraine còn đóng lại ở trên bờ của chúng ta và dường như họ ở đấy họ chờ chết đấy, đấy là cái lời lẽ lời của binh lính của phía nga còn lại thì chúng ta biết là ở trên bờ thì không biết thế nào nhưng ở dưới khu vực châu thổ bãi giữa sông hồng thì ukraine hoạt động rất nhộn nhịp, các hoạt động uh, liên tục đưa xuồng xiếc để đổ bộ qua sông, uh, rồi là có nơi thì bắc cầu tạm, rồi uh, phía nga đã phải chui vào các cái khu vực này uav vào để săn lùng những cái uh, thiết bị chở quân vân vân nhưng có vẻ là họ không làm cái đấy nó hiệu quả được bởi ukraine đã giấu rất kỹ, đấy, cho nên là hoạt động của ukraine liên quan tới việc đổ quân, trang thiết bị vân vân có nghĩa là là chuẩn bị công tác hậu cần và trận địa để mà chuẩn bị đánh lớn ở cái khu vực này. Dồn dập từ khu vực Kakovka cho tới khu vực cầu Antonov. Đấy, không chỉ là cái khu vực họ hành quân lên mà cả cái khu vực lớn của cả cái hai khu vực đô thị ở đây. Quý vị bảo rằng là tại sao Nga không cho hải quân để đánh chìm những cái thuyền của Ukraine. Ở đây là cái sông Ripple, vốn nó là một cái lãnh thổ sâu ở trong biên giới của Ukraine trước đây. Đúng không ạ? Và không có hải quân Nga, chỉ có hải quân Ukraine thôi. Còn thì ở phía dưới họ có một vài những cái xuồng xiếc rồi cũng có thủy quân ở khu vực này, nơi mà giáp với cửa biển này. Nhưng mà phía trên thì không có, cho nên là phía Ukraine gần như là họ không có lo gì về hải quân Nga. Mà cái họ lo ấy, là họ lo những con UAV trên đầu, nó thường xuyên nó bay lượn ở hướng này. Đấy. Ở hướng Kherson, Ukraine thiệt hại 55 binh sĩ, 3 xe, 1 pháo. Như vậy là rất ít đúng không ạ? Đây là hình ảnh mà phía Nga tấn công vào tận các cái sông lạch ở các khu vực trên Nikolaev và các dòng sông ở Kherson để săn tìm những cái trang thiết bị của Ukraine đấy. Rất nhiều. Vâng, ít diễn biến trên chiến trận nhưng mà các hoạt động chiến thuật thì phía Nga vẫn tấn công rất tích cực. Họ vẫn tấn công vào các khu vực uh, uh, đóng quân ở bên kia bờ, các kho đạn các khu vực tập trung xe cộ vân vân ở bên kia bờ cũng như là giữa các cái khu vực sông các cái khu vực bãi giữa đúng không ạ chúng ta thấy ngày nào cũng thế bom FAB của Nga đấy FPV tức là UAV cảm tử của Nga mà phá tan một cái kho đạn của Ukraine nổ rất to vì nó chứa toàn đạn thôi các hoạt động pháo kích phá phản lực rồi bom tấn công vào khu vực bãi giữa đấy. Bãi giữa của nó trông nó rất khổng lồ quý vị Nó lớn như một thành phố của người ta đấy, chứ nó không đơn giản đâu. Còn những con sông to đùng thế này nhưng mà trên bản đồ thì nó lại bé tí tẹo. Đấy. đấy, chúng ta nhìn thấy những cái đấy có thể là những cái nơi như này này. Đấy. Khó không quý vị? Rất khó đúng không ạ? Vâng, vẫn tiếp tục những hoạt động pháo kích uh, săn tìm của phía Nga liên tục ở khu vực hai bên bờ sông. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi xem là phía Nga họ lại bắn rơi khá nhiều máy bay của phía Ukraine. Hôm qua thì chúng tôi cũng không đưa tin về việc là hai cái MiG 29 của Ukraine lại bị bắn rơi. Hôm nay thì một cái một cái Su-27, một cái Su-25 như vậy là cái quãng thời gian rất ác mộng của không quân Ukraine trong những ngày gần đây. Nếu tính chỉ trong vòng có vài ngày mà Ukraine mất tới 19 máy bay, 19 máy bay theo thống kê từ phía Nga. Vậy có một cái việc gì đấy nó rất ghê gớm quý vị cũng nhận không ạ? Mà chúng tôi cũng đã phân tích liên quan tới cái con Su-57 hoặc là Su-35. Hoặc là có thể có cả Nga ra đời một cái hệ thống phòng không nào đó có tầm quét khủng khiếp đúng không ạ nhưng mà cái đấy thì tôi không nghĩ rằng như vậy bởi vì phòng không xịn của nga họ thường đặt ở trung tâm các cái khu vực quan trọng và chắc chắn là khó để bắn xa vâng quý vị còn nhớ julian broke đúng không ạ một trong những chuyên gia quân sự hàng đầu của tờ bin đức nói rằng là ở bin chúng tôi đã thu thập được một cái đoạn hội thoại giữa người giám đốc của công ty Roscosmos tức là công ty hàng không vũ trụ của Nga và uh, CEO của công ty uh, ở phía lãnh đạo của nga ở đó hai người thảo thuận uh, thảo luận về một kế hoạch sử dụng một cái tên lửa Soyuz tức là tên lửa dân sự để bay lên quỹ đạo đấy đúng không ạ trái đất đấy để mà tấn tiến hành tấn công theo kiểu là đánh rơi uh, vào uh, thành phố Kiev hoặc là một thành phố lớn nào đó của Ukraine để tạo ra một cái cuộc vụ nổ khủng khiếp Julian Krope thì đúng là cũng nhiều khi cũng hơi ngáo đúng không ạ, cũng dùng những chất nào đó. Chúng ta có thể phân tích một chút. Là với một cái tên lửa như thế mà Julian Krope bảo là cho rất nhiều bom FAB vào một cái khoang chứa mà có thể có chở được 9 tấn thuốc nổ TNT có thể gây ra những vụ nổ rất lớn thì có thể nói là một cái sự ngốc nghếch không thể tin nổi, đấy là theo phân tích từ phía Nga tên lửa Soygu. Chi phí của nó tốn kém hơn những tên lửa thường rất nhiều. Trong khi đó, người Nga có các loại bom chân không. Một quả bom chân không là bố mẹ của các loại bom. Khi mà nó phát nổ thì nó chỉ kém bom nguyên tử và nó không liệt kê vào loại bom nguyên tử, không gây tác hại môi trường. Và nếu như quả bom đó được thả xuống Kiev hay bất kỳ thành phố nào, thì nó cũng khiến cho một phần hoặc toàn phần của một số thành phố bay hơi. Trong khi Nga không hề phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó là một quả bom nguyên tử hay là bom hạt nhân. Đó là phân tích của ông Alexander Ruskin, là phó tư lệnh của các lực lượng uh, quân sự Nga. Nếu như Moscow tìm cách để tấn công giống như là những kẻ uh, quốc xã ở Kiev hay là những kẻ ở quốc gia đại do Thái, ý nói người Israel, ở giải Gaza, đang làm với cả giải Gaza thì chỉ cần hai quả bom, chúng ta sẽ khiến toàn bộ những khu vực này biến mất. Nhưng mà chúng ta không muốn làm thế. Chúng ta không tấn công vào những người dân thường, giống như những nền dân chủ của phương Tây. Vâng, nếu mà bom chân không của Nga mà nó hoành tráng thế thì cũng nên sản xuất ra những loại chân không nó nhỏ nhỏ hơn một tí, đúng không ạ? để mà thả vào những cái nơi Adipka chẳng hạn đấy bởi vì ở đấy bây giờ còn dân đâu nó thả thoải mái và đây là đồ thị 10 ngày Ukraine mất tới 17 cái mic 29 từ ngày 14 tháng 10 cho tới ngày 24 tháng 10 còn ở Ukraine các đòn tấn công chiến thuật hôm qua thì họ cũng xuất phát từ Odessa ba cái USV trên mặt nước hoặc là dưới cảng ngầm nữa tấn công vào quân cảng Sevastopol sau đó thì bị phía nga sử dụng cái gì nhỉ gọi là người nga thực tế thì tôi nghĩ là đạn trùm nhưng mà nga nói là, là đạn chống khủng bố đấy và vũ khí chống khủng bố thứ hai nữa là vũ khí chống phân tán có nghĩa là chống phân tán thì chỉ có là chùm thôi đúng không ạ và họ đã sử dụng thất rất thành công đối với lại các cái thiết bị trước đây của Ukraine tấn công sang đảo Crimea và họ đã bắn tan cả ba cái thiết bị của Ukraine trong ngày hôm qua. Thủ tướng Ukraine ông Shihan nói rằng chúng ta đang thiếu hụt đạn dược một cách nghiêm trọng không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới. À, tất nhiên chúng ta hiểu rằng chúng ta phải tự sản xuất vũ khí bom đạn ở Ukraine bởi vì ở trên toàn thế giới họ đã tìm đủ mọi nơi để cung cấp cho chúng ta và họ cũng đã bị càn kiệt rồi. Tất cả các nhà kho đều trống rỗng. Và những cái khủng hoảng, những cái gì nhỉ, gọi thay đổi trời đất về chính trị ở Mỹ đang là một vấn đề cực lớn đối với chúng ta. Vâng, ông quên không nói một điều rằng là những cái UAV Geran của Nga nó mới thực sự là cơn ác mộng. Trong khi đấy thì Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Kashishin của Ukraine nói rằng là năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược của cả thế giới không đủ để mà gọi là phục vụ nhu cầu của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Và có những điều mà chúng ta đã nói rồi, đúng không ạ? Bản thân phương Tây thì cái ngành công nghiệp quốc phòng của họ sinh ra để sản xuất để bán. Và tất nhiên sản xuất để bán thì nó phải có nhu cầu nó mới bán được, đúng không ạ? Chứ không ai nó sản xuất hàng đống ra để tồn kho cả. Đấy, đấy là một cái mà chúng ta thấy rất rõ là họ không giống như là các nước xã hội chủ nghĩa hay là nước Nga Chứ không phải là họ không có khả thể năng sản xuất được Nếu bây giờ họ huy động uh, gọi là, là tổng động viên cái nguồn lực chiến tranh Thì nước càng giàu càng nhiều tài nguyên đúng không ạ Thì tất nhiên là sẽ sản xuất được càng nhiều thôi Nước nào có hạ tầng công nghiệp sản xuất thì càng được nhiều Và tất nhiên thì nước Nga là một nước như vậy đúng không ạ Đương nhiên rồi nhưng mà cái điều cơ bản của các nước phương Tây là họ luôn bị cái như vậy và bây giờ huy động để sản xuất bom đạn thì nó ảnh hưởng tới đời sống của dân chúng. Và tất nhiên dân chúng không mặn mà gì với chuyện bom đạn và tất nhiên họ sẽ nổi loại. Đúng không ạ. Các nước dân chủ vấn đề nó làm ở chỗ đó. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đã nói Ukraine muốn đánh nhau trên đường dài với Nga thì họ phải tìm mọi cách họ di chuyển nhà máy xí nghiệp uh, lên trời, dưới biển, dưới hầm hay là dưới lòng đất hay là dưới lòng biển như nào đó để không sản xuất được vũ khí thì phải sản xuất được bom đạn. Đúng không ạ? Nếu mà một đất nước mà đánh nhau mà lại không chủ động sản xuất được bom đạn để mà đáp ứng được tới khoảng độ 2 phần 3 cái nhu cầu sử dụng của mình thì chắc chắn là chỉ có nằm nằm chờ chết thôi. Thời gian nó đến là chắc chắn là chết. Đúng không ạ? Bởi vì là trông cậy và cái nguồn kể cả ở phương Tây họ không có cuộc chiến nào thì họ cũng không bao giờ họ đáp ứng được cái nhu cầu đấy nó vô tận. Bởi vì tại sao? bởi vì những cái viên đạn đấy đều là viên đạn dưới hình thức là vay tiền để mua mà khi vay thì người ta chỉ có độ tín dụng đến mức độ thôi chứ không ai cho ông vay mãi cả đời được đúng không quý vị cho nên là đấy là cái vấn đề mà ukraine họ đang mắc phải là họ không coi trọng cái vấn đề sản xuất trong nước mà thực tế một đất nước được viện trợ nhiều như thế thì họ cũng không quan trọng cái vấn đề sản xuất là một cái chuyện dễ hiểu và đấy chính là một trong những cái mà nó vòng luẩn quẩn đúng không ạ Và ngày hôm qua thì phía Nga lại tiếp tục uh, đưa ra chiến trường thêm một loạt các cái máy bay Su-35S mới của họ nữa. Như vậy là không hiểu tại sao mà ông Nga trong lúc mà ông uh, phải sản xuất đủ thứ mà ông vẫn ưu tiên sản xuất được mấy cái dòng Su-35S là nhiều như thế mà lại đưa thẳng ra chiến trường. Như vậy rõ ràng là ngoài chiến trường là Su-35S nó phải làm việc rất tích cực đúng không ạ? Còn hình ảnh trên đây là quý vị có thể xem ở xưởng đóng tàu nào đó của Nga. Họ mới hoàn thành để cho ra mắt cái tàu dự án 1144 Đô Đốc Na Khi Mốp. Và đây cũng không phải là con tàu lớn và hiện đại cuối cùng của Nga trong năm nay. Có nghĩa trong năm nay họ sẽ ra mắt vài con tàu to và rất nhiều con tàu nhỏ tiếp nữa. Có thể nói là mười mấy con tàu nữa đang chờ đợi xuất xưởng. Đóng tàu là một trong những cái dự án đắt đỏ cực kỳ đắt đỏ đối với bất kỳ ngành quân sự nước nào. Tàu, tàu chiến, uh, tàu này, à uh, tất nhiên là hàng không mẫu hạm thì khỏi nói rồi. Tàu ngầm, đúng không ạ? Hai cái loại tàu rất đắt đỏ, tàu tuần dương, tàu ngầm, tàu khu trục. Còn đây là cái con UAV mới của Nga mà trước đây thì chúng ta thấy là cái con Geran 1, Geran 2 nó đặt tên theo cách của người Iran, nhưng mà bây giờ cái con thứ ba này của Nga thì nó đặt gọi là tên dự án 54. Tên của nó là Italan-MAT, và cái con này thì nó không có camera, nó không có cái gì cả. Nó rất tàng hình, nó bay không để lại tiếng động, và nó chỉ cần có cái mục tiêu là nó bay tới, nó xử lý cái mục tiêu. Đấy, có nghĩa rằng nó rất nguy hiểm, đúng không ạ? Và dường như trong những ngày vừa qua, Nga đã sử dụng con Geran-3 này ở một vài chiến trường, ở một vài những cái mục tiêu và có vẻ như là nó đang rất thành công đối với phía Nga. Liên quan đến tình hình quân đội Ukraine thì bắt đầu cuộc chiến vào năm 2 tháng 2 năm 2022. Lúc bấy giờ Ukraine có lực lượng quân đội thường trực chuyên nghiệp sĩ quan rồi các thứ lên tới 260.000 người. Và trong đó thì có khoảng độ một phần khá lớn là những cái sĩ quan gọi là ATO. 78.000 sĩ quan ATO có nghĩa rằng là cách lực lượng mà nó kiểu như là cái theo cái cái chủ nghĩa cực dân tộc cực đoan đấy quý vị. Đấy. Mà nó đại diện cho cái màu xanh ở phía dưới. Trong tổng số quân đội thường trực lúc bấy giờ của họ là 260.000 người. Sau khi cuộc chiến bùng nổ thì Ukraine đã nhanh chóng tổng động viên và có những thời điểm họ đã động viên lên tới cả một triệu người. Và như vậy là có những thời điểm thì Ukraine sẽ có tới khoảng độ 1 triệu 200, 1 triệu 300, 1 triệu 400 tổng động viên ấy, trong cái lúc cao nhất của họ. Còn tại thời điểm hiện tại thì nhiều nguồn tin cho biết là với tính toán như thế và những phát biểu chính thức của ông Zelensky thì có khoảng độ 700.000 người đang phục vụ trong quân đội của Ukraine tại thời điểm hiện tại. Nhưng điều đáng nói là sau khi một năm rưỡi cuộc chiến bùng nổ thì bây giờ cái lực lượng sĩ quan uh, và cái lực lượng mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì càng ngày nó càng mỏng. đấy Thậm chí là người ta dự đoán là bây giờ chỉ còn khoảng độ 30% của những cái lực lượng màu xanh so với lại ngày trước đây thôi. 30% lực lượng của sĩ quan còn cái màu xanh có nghĩa là theo cái tư tưởng dân tộc cực đoan là nó còn rất ít. Khoảng độ trên dưới 10.000 người và bây giờ trong quân đội chỉ còn khoảng 7,4% là những người sĩ quan theo kiểu dạng chuyên nghiệp. Còn lại các cái sĩ quan của ATO, tức là cái lực lượng mà chúng tôi vừa nói, thì nó chỉ chiếm khoảng độ 2,2%. Cái lực lượng ATO chính là cái lực lượng mà rất máu lửa trong những cái đợt trước mà họ đã tấn công, mà tiêu diệt, giết hại dân thường và phá hủy những khu vực dân sự ở hai nước Lugan và Donetsk. Ở cái thời đầu, trước khi cuộc chiến bắt đầu. Và bây giờ phần lớn, phần lớn cái lực lượng đấy đã bị Nga tiêu diệt. Và bây giờ chỉ còn lại 2,32% trong quân đội mà thôi. Và rõ ràng là theo như mục tiêu ban đầu của phía Nga là mục tiêu phi quân sự, phi phát xít. Dường như Nga đã làm được một cái phần quan trọng. Đúng là họ phi phát xít được cái... Uh, cái cái thành phần uh, có thể nói thời gian đầu nó chiếm một lực lượng lớn, 30%, gần 30% lực lượng quân đội, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn lại khoảng độ uh, vài phần trăm thôi. Theo thông tin từ kênh uh, Telegram của Ukraine thì ông Yanuli ở uh, phòng sở chỉ huy của mình đã đề xuất với ông Zelensky là toàn ngưng toàn bộ những đợt tấn công kể cả chiến dịch Kherson, Zaporizhia và các nơi khác để mà quay sang trạng thái phòng thủ thậm chí phòng thủ thụ động có nghĩa là xây dựng chiến hào công sự thật hầm hố bắt trước theo cách của người nga làm ở Zaporizhia để dồn toàn lực cho cái khu vực adipka cũng như đối mặt với lại những cái sự thiếu hụt về trang thiết bị và vũ khí của phương tây viện trợ trong thời gian tới đồng thời ông januli cũng nói rằng đối với lại những cái khu vực chiếm được ở Zaporizhia cũng chuẩn bị tinh thần để có thể là bị rơi vào tay quân nga bởi vì nó chưa được củng cố và phòng ngự một cách tương đối tốt so với các khu vực khác như vậy là theo lời của ông januli thì rõ ràng là quân ukraine bây giờ sẽ rơi vào cái thế phòng thủ thụ động và xây dựng công sự chiến hào đúng không ạ và chắc chắn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc chiến nó lại quay trở lại cách đây nửa năm tức là trên toàn chiến tuyến Ukraine sẽ phòng thủ còn phía Nga sẽ tiếp tục tấn công ở một mặt trận quan trọng nào đó và chắc chắn Nga sẽ tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine giải rác trên chiến tuyến bởi vì không có cái gì nguy hiểm hơn là một cái chiến trường dài rộng mà để sự chủ động rơi vào tay quân địch Ukraine dâng cho người Nga một thứ mà người Nga rất cần đó là sự chủ động chủ động thì tổn thất rất thấp đúng không ạ và tấn công từ xa và chi tìm được vị trí, thời điểm để tấn công và chắc chắn sẽ có đột phá. Gần đây thì ở trong lòng của quân đội Ukraine họ đang có những cái cái sự bất mãn lên cao độ khi mà có những cái mệnh lệnh mà họ nói rằng là từ ông Zelensky. Trong một cái cuộc chiến và cuộc tổng phản công diễn ra một cách rất thảm kịch đối phía Ukraine. Và đối mặt với lại một cái sự thật Đúng không ạ? Một cái thực tế nó rất phũ phàng. Ông Zelensky vẫn tiếp tục là ép quân của mình tìm mọi cách để chiếm được vài trăm mét đất của Nga để đăng lên các tờ báo hàng ngày. Giữa cái bối cảnh là cái thiệt hại của Ukraine đã lên tới hàng trăm nghìn người trong mấy tháng tổng phản công. Nhiều người trong quân đội gọi rằng đây là một trong những cái sự ảo tưởng. Rồi người nói rằng là nó như là một cái hành động tự sát người thì nói rằng chúng ta đang phải làm cái vật hiến sinh cho cái bàn thờ máu của cái chế độ gọi là zelensky một ngày chiếm được vài trăm mét đất và chiếm được hôm trước thì hôm sau nga lại chiếm lại đồng thời bị tổn thất rất lớn còn nga thì không chỉ đang vây xiết adipka đồng thời họ còn đang tấn công chúng ta từ tít khu vực uleda cho lên tới tận kupian những cái quyết định điên rồ cho thấy là sự lãnh đạo ở trong quân đội, lãnh đạo của đất nước là những cái người chỉ huy bị vỡ mộng, bị ảo tưởng đang dẫn toàn quân toàn dân tới một cái kết thúc uh, kết thúc thất bại thảm họa. Và nhiều người nói rằng tưởng chừng như câu nói là sẽ chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng chỉ là một câu nói cửa miệng thôi, nhưng mà với những gì của chính phủ ông Zelensky đang làm hiện nay thì có thể nói đấy là một câu nói tiên tri quý vị ạ. À? Đúng ạ. Cứ cái đà này thì đúng là tới người Ukraine cuối cùng thật. Với cái cách đánh đấm kiểu như thế này. Bây giờ thì người Ukraine phải... Những người lãnh đạo ấy. Quý vị không biết con quý vị có đặt một câu hỏi không? Nhưng mà giả sử như tôi thì tôi sẽ đặt cho lãnh đạo của Ukraine một cái câu hỏi như này. Xem họ trả lời như nào. Và tất cả quân lính của họ nữa. Là tại sao... Người Mỹ thì không yêu cầu Israel tấn công Hamas bằng mọi giá. Đúng ạ, thậm chí là có nhiều lúc người Mỹ còn là gây sức ép để Israel chưa không tấn công Hamas vội hoặc là không tấn công. Nhưng mà tại sao người Mỹ không bao giờ thuyết phục Ukraine để ngừng tấn công Nga? Có bao giờ người Ukraine, quân đội Ukraine, chính phủ và lãnh đạo Ukraine đặt ra câu hỏi như thế hay không? để họ trả lời rằng họ thực sự là cái gì trong tay của người Mỹ và phương Tây. Quý vị công nhận không ạ? Đấy, chúng ta thấy, chúng ta trả lời một cái câu hỏi như thế, chúng ta sẽ hiểu cái câu chuyện là thực tế Ukraine là một cái con bài ủy nhiệm như thế nào. Bây giờ thì Ukraine càng ngày cái sự lựa chọn nó càng thấp đi, đúng không ạ? Rất là khó khăn, bởi vì như là Putin và Lavrov đã nói rồi, thậm chí là Maria Zaragova đã nói, là nước Nga lúc nào cũng sẵn sàng để đàm phán hòa bình. À tất nhiên là thời điểm trước khi có những việc lớn xảy ra. Và việc đó họ đã nhắc đi nhắc lại. Thậm chí là họ còn nói rằng là có những sự thật mới, đúng không ạ? Những thực tế mới, vân vân. Và sẽ có những điều chỉnh về cái điều khoản, điều kiện vân vân. Nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng thì người Nga luôn nói với người Ukraine rằng là nếu như họ tìm cách trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình thì những điều khoản đàm phán hòa bình hay nói đúng hơn là những điều khoản đầu hàng nó sẽ càng ngày nó được thêm vào cái danh sách các cái điều khoản đó để lên trước mặt của ông Zelensky và họ còn không bóng gió để họ nói rằng một điều là nếu như mà Ukraine tiếp tục từ chối hết lần này đến lần khác rất có khả năng họ sẽ phải kết thúc một cuộc chiến với lại một danh sách trong đó ở phía Ukraine ở phần bên phía Ukraine nó chống trơn có nghĩa là họ không có một cái gì cả đúng không ạ và có thể là cái kết cục này nó đang hướng tới cái kết cục nó gọi là nó thiệt thòi nhất đối với phía ukraine à, như vậy là tình hình chính trị nó rất nhiều vấn đề đối với lại chính phủ của ông ukraine còn trên chiến trường thì chúng ta cũng thấy là phía nga đang tiếp tục tạo được những cái bước tiến rất vững chắc và đột phá đúng không ạ trong cái cuộc chiến adipka họ tiếp tục gây sức ép khủng khiếp trên toàn chiến trường chiến trường rồi là cái chiến dịch quan trọng khe son của Ukraine cũng chưa thấy có một cái ánh sáng cuối đường hầm nào. Cuộc tổng phản công thì đang thất bại và đã thất bại rồi. Và bây giờ chuẩn bị phải rơi vào trạng thái thúc thủ, đúng không ạ? Tức là không thể tấn công ở trên mặt trận nào nữa. Đồng thời, vũ khí trang thiết bị của Nga thì nó vẫn cứ ảo ảo, nó ra mặt trận. Vũ khí mới vẫn nâng cấp và vẫn thể hiện cái sức vượt trội của họ trên chiến trường còn ở vấn đề chính trị, chính cuộc và chiến cuộc thì Ukraine càng ngày càng uh, lún sâu vào những cái sự khủng hoảng, đúng không ạ? đợt này nữa nếu như mà cái gói 60 tỷ mà của Mỹ mà không được thông qua thì nói thật đấy chính là một cái đòn chí tử đấy, bởi vì cả nước Ukraine bây giờ là chỉ trông cậy vào cái gói ấy, mà tầm vài chục tỷ trở lên thì may chăng mới cứu được họ được vấn đề tài chính thôi, bởi vì họ được viện trợ quen rồi, đúng không ạ? không tự lực cánh sinh mà nếu bây giờ ngắt thì nó cũng giống như kiểu là một người sống nhờ vào cái máu được tài trợ. Nếu như người ta ngắt ống thì tất nhiên là cũng rất khó để có thể tồn tại, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một buổi trưa thứ tư vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.